hello tất cả các anh em trên nào thì hồi sớm giờ hồi sáng tới giờ luôn chứ là mình đi uh, binh cái đầu đây mình đã đi binh cái đầu rồi nha cái đầu mới làm cho nó vảnh dẫn, vảnh dẫn, dẫn lên mới được chứ cái kia nó sụ xuống hoài kiểu kia nó sụ xuống hoài anh em đây đầu mới của mình nha và làm clip này thì chủ yếu để khoe cho mấy anh em biết là mới vừa đi xuống tóc xong <laughs> xuống tóc và mình thêm một cái nữa đó chính là mình tạo một cái kênh tvb vlog theo yêu cầu của tất cả các anh em rồi và cái kênh này thì tạo ngày hôm qua lặn và chưa có thông báo cho mấy anh em là tại vì chưa có đội anh đại diện mà cái nãy mình mới về đổi xong giờ làm clip cho mấy anh em xem luôn làm xong hớt tóc xong tới giờ chưa ăn cơm nữa đang chuyên cá nè chuyên cá à, dạ chiên cá để để uh, chuẩn bị ăn cơm tới sáng tới giờ luôn giờ này là hình như uh, giờ mình coi kìa một giờ mấy rồi đó một giờ mấy rồi bây nó bắt bắt đầu rồi chưa có đồ ăn nó đang làm đồ ăn để để ăn cơm nữa chưa thấy khổ chưa cái này là mình sẽ đăng lên uh, DML nha và bây giờ là những cái nào mà chừng nữa cái cái TVB Vlog làm mà riêng cái RAM á, thì mình sẽ đăng ở bên TV, TVB Vlog nha anh em bởi vì mấy anh em phải ủng hộ mình và hãy đăng ký kênh đó liền đi và bây giờ thì mình là không có kéo dài thời gian của mấy anh em nữa mình sẽ cho mấy anh em xem cái kênh đó liền ngay lập tức nha Ok trước khi uh, cho mấy anh em xem đi Đưa cái bản mặt đẹp 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 của mình cho mấy anh em coi cái nữa Phải làm clip bên lề lắm Tại vì vô đây nó chỉnh sửa ảnh cái bản mặt của mình đẹp bên lề Chứ bên ngoài mình đâu có đẹp được gì phải không vô. Chỉnh xóa mụn giờ nữa giờ anh em Đẹp tuyệt vời luôn <laughs> Mấy anh em nào mà muốn đó, xóa mụn này kia giống mình á Mình chỉ cho Đâu rồi youtube Đây Đây chính là cái kênh phụ nha mình hiện tại mình tên nhiều kênh phụ lắm What the fuck Tại sao mình đã đổi rồi mà nó không hiện đó rồi Kênh của tôi Đây TVB Vlog nè anh em Thấy chưa TVB Vlog là của cái kênh phụ Trong cái kênh chính của kênh DML đó email Việt Nam đó TVB Vlog là mình để như vậy nè Cái mô tả video mình để gì không biết được không có gì mấy anh em cho mình đóng góp ý kiến đóng góp ý kiến thêm cho mình nha tv Vlog là kênh chính chủ phúc khỉ chủ yếu làm vui chơi giải trí và tán dốc cho anh em mong uh, vô đây <laughs> vô đây đọc cho nó nhiều mong uh, các anh chị em thích ủng hộ và subscribe kênh YouTube của mình ngoài ra uh, mình còn một kênh nữa làm về ramana legend rau huyền thoại và link thì nằm ở uh, dưới đây luôn nằm ở phần mô tả video nha và cái kênh này thì mình thích cái kênh chính của mình đây mình thích những cái kênh ấy da trời ơi đứng gì mà còn nó còn văn nữa đây mình đã thích cái kênh của mình rồi ok đấy đây chính là bấy nhiêu thông tin mình là cho anh em xem của ngày hôm nay và bây giờ mình không biết làm clip hướng dẫn mấy anh em lai like gồng hay không nữa mấy anh em nào muốn lai like gồng không mình làm clip hướng dẫn mà mà chắc khỏi đi tại vì bây giờ bây giờ đa số trong cái cái vụ cái đảo rồng nó mới cập nhật á cái chỗ like nó 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 cho mấy anh em biết là cái con rồng nào rồng nào luôn rồi vai sẽ ra con gì con gì rồi bây bây giờ chắc mấy anh em không có cần sự trợ giúp của mình nữa đâu vì mình sẽ không làm clip nữa quá vui da nó văng quá đi rồi bây giờ thì chắc mình sẽ kết thúc clip ở đây và nếu uh, rảnh thì mình sẽ làm clip tiếp Ây da Ui chuối Rồi ok Chúc mấy anh em có được buổi uh, trưa vui vẻ nha Và nhớ uh, xem clip của mình Rồi đăng ký kênh của mình liền đi Có gì uh, cứ comment rồi kêu mình uh, Làm clip uh, Làm clip uh, thử thách Hay là cái gì nè Về cuộc sống vlog của mình cũng được Ok Bye bye và hẹn tối nay gặp lại mấy anh em Nếu rảnh nữa thì tối nay mình sẽ live stream nha Tùy theo sự ủng hộ của mấy anh em thôi 拜拜。Bye bye.